đâu cân cân lá đúng không? Ừ, bà chủ à... xem mọi người trừ bao nhiêu phần trăm cứ nói cụ thể nhá. Chị ơi, em cho em hỏi một chút được không? Đây cơ sở nhà Lương nhỉ, Lương Trang nhỉ? Lương Trang là đang thu mua đây là lá sấy hay lá luộc nhỉ? Lá sấy à? Chị cùng mấy người đi làm ở đâu và bao nhiêu giờ được 14 cân chị ơi? Dạ. Một buổi à? 8 giờ đến 12 giờ. 9 giờ vẫn còn ở đây. 8 giờ 9 giờ vẫn còn ở đây nhỉ? 8 9 giờ vẫn ở đây. 8 giờ vẫn còn ở đây, 8 rưỡi. Thế đấy là chị đi 8 rưỡi đến 12 giờ là chị được 14 kg. Đâu đâu xem vào chủ đưa bao nhiêu tiền. Để anh xem là 180.000. 14 kg. Thế là giá 15 à em? Đủ chưa chị? Thế Trang em không xem lá à? Đấy bà chủ Trang nhé. Chuyên cung cấp giống luôn. Em ơi, em ra đây nào, chuyên cung cấp giống luôn mà. Chị ơi, chị à, có bao giờ đếm 1 kg được bao nhiêu lá không? Không đếm được đâu anh ạ. Ôi, lại có ông anh đến bán lá rồi. Anh ơi, cho phép em dùng hình ảnh một tí nhá. Ở chỗ cơ sở nhà. chị bao nhiêu lá được 1 kg nhỉ? Không đếm được đâu anh ơi. Ơi Trang ơi, Trang. Em 11 cân. Nhưng mà Trang ơi, những cái lá như này em cũng mua. Anh thấy có bằng 4 ngón tay. 4 ngón tay thôi mà. Nhưng mà em cũng không chọn. Anh quay lên video nhá, là không phải là ấy, nhưng mà em trừ bao nhiêu phần trăm? Thế là 10% nhỉ? Anh bỏ khẩu trang, em hỏi một chút, em đang quay video ấy. Thì là anh đi lấy lá hay chị lấy? Không, anh bán hộ cho chị thôi. Chị á, chị lấy được 11 cân à? Thế là chị đi bao nhiêu lâu mới được 11 cân? Không, 2 tiếng á? 2 3 tiếng khoảng đấy. Chắc 1 tiếng chị đi tắm thác tiền thôi. Vâng. Thế là 11 cân là được bao nhiêu tiền anh nhỉ? 150 thôi. À, gọi là trừ 1 cân gọi là 10 cân được 150 nhỉ? Thôi được rồi anh à, 2 tiếng chị lấy 150 chứ cho chị làm 12 tiếng thì dở nhỉ. Chị đây được 108, hơn vợ anh đấy. Vì anh chỉnh đốn lại vợ anh đi nhá, là bảo bà hàng xóm được nhiều hơn một tí. Đây anh em ạ, đây là có hai anh, cảm ơn anh nhá. Em Hoàng Hưng TV nhá, anh cứ vào lấy xem. Chị ơi, em làm kênh, anh chị cứ vào Hoàng Hưng TV, em cập nhật giá một tí rồi hôm nay đến nhà bạn. Vâng, cứ vào Hoàng Hưng TV em cập nhật giá chân thành cho anh em xem. Và cây giống em cũng đang xem. Đổ khua ghế quá nhỉ. Chị là nhà ở đây sao? Nhưng em hỏi tí này, chị đi đồi xa không? Không, lấy ở trên này mà. Ở trên đường ở trên này. Nhà chị trồng à? Không, cái này từ xưa nó tự mọc. Nó tự mọc á? Nhưng mà đất của mình à chị? Chị có nhiều cây không? Ít thôi. Năm nay nó ra hoa hết rồi. Nó ra hoa à? Thế là có bao nhiêu cây chị? Cây thì không biết đếm đâu. Nếu mà cái chỗ này nếu mà như mọi năm thì vặt chắc được tầm 3 cây. Có 3 cây rồi á? 3 4 cây gì đấy rồi, nếu mà nó ở một chỗ ấy, nhưng mà mấy tạ rồi ấy. Thế ngày nào cũng ra đây không ở Trang? Thế ngày nào chị cũng đem nha? Hôm nào có một bụi nó cước nó nhiều nhưng mà em lấy được hơn 2 triệu à? Chị ơi em hỏi này là thế là ngày nào chị cũng đem ra hay là... Lâu làm một ngày rồi. Lâu làm một ngày à? Bởi vì em một mình em không chịu. Chồng đâu? Chồng đi lấy vợ hai. Chồng cắt
Vâng, cảm ơn chị nhé. Dạ. Ở đâu ạ? Anh đang ốm á? Vâng, khi nào em gửi lời hỏi thăm đến anh là khi nào anh khỏi là chị nhớ rủ. Vâng, em xin chia buồn với chị. Anh bị làm sao ạ? Vâng, em xin chia buồn với chị nhé. Là ung thư gì chị? Cái này gọi là ung thư bao quy đầu. Dạ. Bao quy đầu. Bị lâu chưa? Được hơn 5 năm. Vâng, em xin chia buồn với chị nhé. Thì là cũng không biết nói sao, em đang quay thì chị nói thế em không cắt ghép gì đâu. Em đến nhà bạn đây là với em đây quay xem tiện đây em quay hôm nay nó hơi rung giật đấy. Ở đây là thuộc Đồng Tâm mọi người ạ. Thì chỗ ngã ba này chị đây đến. Dạ. Vâng, mọi người ơi, nếu mà đúng rồi. Thế là chị nhà ở đâu, hôm nào em vào? Vâng, nếu mà mọi người trên kênh em nhé, là nếu mà nói chân thành bà chị tên gì ạ? Chị tên thật là Pao. Chị Pao ạ. Thế là chị dân tộc... Chị Nùng. Chị Nùng à, vâng. Em nói là anh em... Chị bỏ cái khẩu trang ra giúp em một chút được không? Không sao chị ơi. Ồ, thế lúc 18 đôi 10 đẹp lắm. Chị năm nay bao nhiêu ạ? 32 rồi. 32 á? Ồ, thế là chị là ít hơn em rồi. Có 32 thôi. Dạ. Vâng. Với em gái ấy. Với Trang á? Vâng. Vâng, Trang thì... Em Trang ơi, bạn Tông à? Không, chị gái con bác. Chị gái con bác. Vâng, chị ơi, rồi, dù sao cũng cảm ơn nhá. Thì em, mọi người, chị ấy là bảo chồng thì cũng đang bệnh nani, cứ gọi là ung thư là nani rồi. Bản án tử hình cho mỗi người có một căn bệnh như thế. Mọi người nếu mà cảm thấy san sẻ ủng hộ được thì cứ gọi qua số em nhé. Và em sẽ... Sắp đến ngày sao? Bây giờ nó bị... ở một chỗ... Bây giờ không, không đi được anh ấy. Bây giờ được 2 tuần rồi, không đi lại được anh. Bây giờ ở một chỗ lấy bỉm đi cho anh. Ở đấy tự vệ sinh xong rồi để dọn... Vâng, vất vả quá chị nhỉ. Bây giờ còn 2 đứa con nữa, đi đón 2 đứa con về nữa. Vâng, chị đi đón con đi, có gì em sẽ liên lạc với chị sau, là em sẽ nhờ xem có các mạnh thường quân nào giúp được đến được chị không nhá. Vâng, cảm ơn chị nhá. Vâng. Ồ, vâng chị ơi, xin lỗi chị nhá, là em cũng không rõ vừa hỏi đến Trang nhỉ. Đây bà chủ, chủ Trang ơi. Ra đây anh hỏi này. Này anh hỏi này. Anh nói thật phân vân hay là hôm tại hôm nay anh quay em ấy những cái lá như này bọn em mấy phân? Mấy phân? À Trang, Trang ơi, 5 phân á, hay 6? 4-5 phân. Là em đang mua là 15.000. Em có đếm là bao nhiêu lá được 1 cân không? Rất nhiều khách ạ. À. Em cầm lên cân rồi. Không đếm. Em đặt lên giúp anh. Ủa cái đấy 2 cân cơ. Em đưa ra đây, nếu mà giống ấy, mọi người ạ, thì đứa đây là đứa em. Thì là trân trọng là em bao tiêu sản phẩm đúng không? Rồi, đây nhá là cây giống của bà Hoàng Trang đây. Mọi người nếu mà yêu quý em đó, em Trang và em cũng nói luôn là chỗ đây là địa chỉ tin cậy của em. Thì nếu mọi người mà cần cây giống ấy thì của em không đủ em cũng có thể... em cũng chỉ dám nói chân thành là Trang ơi em quay lại đây nào. Đó, đã... Trang em nhá, là được rồi, anh không biết là em sẽ làm bao nhiêu cây giống, nhưng mà đại thể nếu mà về giống nhá, anh nói luôn trên kênh của anh ấy thì mọi người mà thiếu giống anh sẽ đến hai vợ chồng em mà lấy đi, mà ở quanh quanh là em phải bao tiêu nhá. Giờ hai tay là đầu hàng à? Ơ, ôi sao người đẹp thế, chịu chết à? Vào tối vào Hoàng Hưng là thấy nhá. Vừa thấy á? Vâng, chào em. Em ơi, cây ở đây là em tra bầu vào hết rồi đúng không? Tra hạt đến hết rồi đúng không? Chưa? Thế hôm nay uống rượu với anh là em không có thời gian tra rồi. Thôi, chính. Một buổi không sao cả. Ba chủ Lương Trang. Có cái gì đấy em? Có cái gì đấy? Ừ, không sao.
Anh nhưng mà nhá, nói khách anh em của anh ấy, là anh chỉ tin tưởng bọn em thì đến lấy của bạn. Mọi người đây là bạn của em nhé, là nếu mà các bác mà vội giống quá thì cũng tin tưởng cơ sở đây là sản xuất giống là tuy không được uy tín đâu nhưng mà bao tiêu luôn đó. Ừ. Cấp giống đến đâu là bán đến đấy. Cái lá mà em mua kia là Ừ, em ra đây đấy, ra trước đi. Ủa, cứ đi sau anh là sao nhỉ? Đó mọi người, đây là chỗ này làm nó rất thuận tiện. Em thử kiểm lá một tí xem sao. Bình thường em có kiểm không anh, hỏi thật đấy. em ít kiểm lắm, tại vì là năm nay mua rồi. 15.000, chỗ này là 30.000 em. Đó, 30.000. Ừ, cái này em thử đặt bàn tay con gái thì bốn ngón à? Bốn ngón dư ấy nhỉ. Thế 5 phân, thì đây 5 phân. 5 phân nữa. Anh hỏi này, đấy là trước đó là lá em mua được giá cao hơn không? Trước à, trước có thời điểm mua đến 21.000. 21.000 tại đây. Lúc này anh thấy mấy lá nhỏ quá em, là đây 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 em thử thử đo cái này cho anh à. Bốn ngón tay thôi mọi người. Nhưng mà cái này là lá loại đi à em? Hay là vẫn lấy? Thế là mình trừ 10% đúng không? Một ngày em cân bao nhiêu tạ, bao nhiêu tấn? Hơn tấn à? Ngày nào cũng thế à? Đợt này ít rồi nhỉ? Rồi. Cảm ơn em á, hôm nay anh cũng đến hai vợ chồng ấy, là hai vợ chồng bạn của em nhé, là nếu mà cần giống ấy là sẽ đưa trực tiếp đến đây hoặc là anh sẽ lấy giúp và đẩy cho anh em nhỉ. Với bà chủ cứ làm việc đi. Nhưng mà em có phải cần xử lý không, hay em là phải tối hay là mai em mới đẩy hàng đi luôn? Rồi rồi rồi. Thế tuyệt vời quá nhỉ. Rồi. Rồi anh cũng quay đây để biết là như anh em hợp tác là về cây giống là để yên tâm. Vì lá càng to thì giá nó khác nhỉ. Nếu mà lá to nhất là bao nhiêu tiền em? À thế à, nó sẽ nặng hơn thôi nhỉ. Vào thời điểm này, vâng, vẫn là cùng giá mọi người nhé, sẽ nặng hơn thôi. Lá nhá. Ôi trời ơi. Cũng không đếm được đâu. Để cho mọi người tự đếm nhá. Mọi người chụp màn hình rồi tự đếm giúp em nhá. Là xem nào. Xem cái này là, rồi cứ gọi là 2 cân. Đây cho mọi người chụp màn hình rồi là tự đếm bao nhiêu lá 1 cân. Có rất nhiều. Đó chụp màn hình giúp em nhá. Là đếm xem là bao nhiêu lá 1 cân nhá.